Chào mừng quý vị đến với bản tin chủ động công thương của báo Công Thương. Bản tin số 41 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Sơ kết một năm triển khai kết luận chỉ thị Trung ương số 01 ngày 18 tháng 5 2021 của Bộ Chính trị. Tiếp tục rà soát dự thảo quy hoạch điện 8. Giải ngân vốn đầu tư công thấp so với mức bình quân chung. Hai nhóm giải pháp giảm ùn tắc và cải thiện logistics tại cảng Cát Lái. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần phải lành mạnh hơn. Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá một năm triển khai thực hiện kết luận Trung ương số 01 ngày 18 tháng 5 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị Trung ương số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tới 3.131 điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của trên 116.000 cán bộ đảng viên. Tại Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính của Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, cán bộ chủ chốt của các tổng cục, cục, vụ, viện và các đơn vị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Báo cáo kết quả một năm triển khai kết luận số 01 KLTU do Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trình bày tại hội nghị cho biết, trong năm qua, việc triển khai kết luận đã bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, theo tinh thần đại hội lần thứ 13 của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, việc triển khai kết luận số 01 cần tập trung hơn nữa vào thực hiện ba nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn, chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 144 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi làm việc với Bộ Công Thương về hoàn thiện quy hoạch điện 8 theo yêu cầu tại văn bản số 2925 của Văn phòng Chính phủ ngày 11 tháng 5 năm 2022. Theo đó, báo cáo của Bộ Công Thương tại buổi làm việc đã cơ bản làm rõ được số liệu về công suất điện mặt trời chưa vận hành nêu tại tờ trình số 2279 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, theo yêu cầu nêu tại văn bản 2925 ngày 11 tháng 5 năm 2022, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục làm rõ thêm về số liệu các dự án điện mặt trời đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đưa vào vận hành, đã được giao đất, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng. Trên cơ sở đó có đánh giá tác động cụ thể và đề xuất các giải pháp. Bộ Công Thương cũng được yêu cầu làm rõ thêm tính khả thi, hiệu quả trong việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng đối với nguồn điện mặt trời trong các thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là tới năm 2030. Lưu ý số liệu phải cụ thể, chính xác và có trích dẫn nguồn số liệu cụ thể, kinh nghiệm các nước. Tiếp đó, Bộ Công Thương cũng được yêu cầu phân tích hiệu quả kinh tế kỹ thuật của đề án quy hoạch điện 8 được hoàn thiện theo tờ trình số 2279 so với nội dung trả lời tờ trình 1682 ngày 26 tháng 3 năm 2021, trong đó phân tích kỹ các nội dung đạt được đến năm 2030 về giảm quy mô công suất nguồn điện quy hoạch từ trên 1.800 MW xuống còn 146.000 MW, cơ cấu nguồn điện và số liệu phân bổ nguồn điện giữa các vùng miền hợp lý hơn, giảm đường dây truyền tải điện, giảm chi phí đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng được yêu cầu rà soát đánh giá về sự phù hợp quy hoạch phát triển các nguồn điện, quy mô công suất nguồn điện, quy hoạch so với định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ với 8 bộ ngành, cơ quan trung ương, kiểm tra, đôn đốc, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 diễn ra cuối tuần trước cho thấy, đến nay, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã phân bổ, giao chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án gần 3.218 tỷ đồng, đạt 92,54%. Còn lại số chưa phân bổ là 259.279 tỷ đồng.
tổng số vốn ngân sách nhà nước của 8 bộ ngành cơ quan trung ương thuộc tổ công tác số 2 đã giải ngân tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 là 119,593 nghìn tỷ đồng, đạt 3,44% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 16,35%. Ước giải ngân 5 tháng của 8 bộ ngành cơ quan trung ương tính đến 31 tháng 5 năm 2022 khoảng 337.329 tỷ đồng, đạt 9,70% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, vẫn thấp hơn nhiều mức bình quân chung của cả nước là 20,27%. Nguyên nhân giải vốn đầu tư công chậm được chỉ ra do tính phức tạp của quy trình giải ngân và đặc thù của một số bộ ngành cơ quan trung ương, tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để tháo gỡ các vướng mắc, các bộ ngành đã nêu đề xuất nhiều ý kiến, trong đó đề nghị Chính phủ chỉ đẩy mạnh các biện pháp liên quan đến việc đền bù để giải phóng mặt bằng, có biện pháp tháo gỡ khó khăn đối với việc tăng giá đột biến các vật liệu xây dựng. Vốn đầu tư công của 8 bộ ngành không nhiều, chỉ hơn 3.400 tỷ đồng. Do đó, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu từng bộ ngành cơ quan trung ương phải có kế hoạch giải ngân thật cụ thể đối với từng dự án, đối với những vướng mắc về thủ tục đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải tập trung đẩy nhanh tiến độ. Để khắc phục tình trạng ùn tắc tại cảng Cát Lái, đồng thời phát triển hoạt động logistics tại cảng Cát Lái, Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID công bố kế hoạch cùng 21 khuyến nghị giảm ùn tắc tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ, có nhiều thách thức với cảng Cát Lái trong tương lai. Lượng container tăng gấp đôi vào năm 2030. Các tuyến đường thủy hiện không có đủ rộng để đón tàu tải trọng lớn hơn. Ngoài ra, phân bổ giao thông hiện nay cũng làm cho cảng chưa tận dụng hết công năng những cảng khác cũng như phân bổ lưu lượng container. Do đó, để giải quyết câu chuyện ùn tắc tại cảng Cát Lái hiện nay, dự án đã đưa ra 21 khuyến nghị thuộc hai nhóm giải pháp là công trình và phi công trình nhằm giảm ùn tắc và tạo thuận lợi logistics tại cảng Cát Lái. Trong đó, khuyến nghị về cải tiến kỹ thuật chi tiết, thiết thực có thể làm ngay và mang lại hiệu quả tốt như thành lập các bãi chờ gần cảng Cát Lái cho xe tải để hỗ trợ các hoạt động tại cổng vào ban đêm, tăng khả năng sử dụng các cổng tại cảng Cát Lái và giảm ùn tắc, mở rộng số lượng làn ở cổng và các điểm đỗ xe trước cổng tương ứng có thể giúp giảm ùn tắc ngay lập tức, trong khi không cần phải đầu tư nhiều. Nhóm khuyến nghị áp dụng giải pháp công nghệ, giải pháp khai thác dữ liệu nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý. Cụ thể là bố trí thiết bị nhận dạng ký tự quang học OCR và đầu đọc RFID tại cổng cảng Cát Lái. Giải pháp này sẽ giảm bớt thời gian xử lý tại cổng bằng cách lắp đặt thiết bị OCR vào đầu đọc RFID để tự động nhận diện biển số xe tải, số hiệu container và tình trạng hư hỏng của vỏ container. Hiện nay, trung bình mỗi năm cảng Cát Lái thực hiện xếp dỡ hơn 4,5 triệu tiểu, chiếm hơn 92% khối lượng container xếp dỡ của thành phố Hồ Chí Minh và chiếm hơn 50% tổng khối lượng container của cả nước. Do đó, xây dựng và phát triển cảng Cát Lái được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phát triển logistics của cả nước. Phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong cơ cấu thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu vốn chung và dài hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn, lòng tin của nhà đầu tư bị dao động vì những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Thông tin tại Diễn đàn Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiệu quả bền vững vừa tổ chức cho thấy, 5 năm gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân 46% trên năm. Tính đến cuối năm 2021, thị trường có gần 1,2 triệu tỷ đồng được doanh nghiệp huy động qua thị trường trái phiếu, chiếm khoảng 12% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế vào khoảng 15% GDP sau điều chỉnh. Sự tăng trưởng nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đã đi kèm với những rủi ro nhất định. Như vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải ra quyết định hủy chiến lô trái phiếu của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã phần nào hé lộ những lỗ hổng và rủi ro có thể xuất hiện trên thị trường. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Lòng tin của nhà đầu tư bị dao động. Mặc dù thị trường chưa rơi vào khủng hoảng, nhưng những vụ việc xảy ra chứng tỏ thị trường cần một sự chấn chỉnh, cải cách mạnh mẽ. Cùng quan điểm với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ tại diễn đàn, giới chuyên gia cho rằng, cần thiết phải chấn chỉnh cả về luật pháp và cơ chế thực hiện thanh kiểm tra, giám sát để thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trở thành một kênh huy động vốn chung dài hạn cho nền kinh tế.
Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin chủ động công thương tiếp theo.